rác thải hiện nay chưa được phân loại ngay từ đầu. Hầu hết rác thải trong gia đình đều được gộp chung và vứt đi. Nếu với số lượng rác thải khổng lồ được thu gom hàng ngày, thì việc phân loại càng khó khăn hơn, gây quá tải cho các bãi rác. Vì thế, việc phân loại rác ngay từ đầu tại gia đình sẽ giúp cho xử lý rác thải được sạch sẽ và an toàn hơn. Phương pháp phân loại rác. Rác hữu cơ dễ phân hủy là các loại rác dễ bị thối rữa trong điều kiện tự nhiên, sinh ra mùi hôi thối như các loại thức ăn thừa, hư hỏng như rau, cá, vỏ trái cây. Rác thải khó phân hủy được chia làm hai loại, đó là rác tái chế và không tái chế. Rác tái chế là rác có thể tái sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như giấy, cát tông, các loại nhựa, kim loại. Rác không tái chế là rác không còn khả năng tái chế mà chỉ có thể tiến hành xử lý và đưa ra môi trường như chén, bát vỡ, sành sứ, pin. Phương pháp thu gom rác. Rác hữu cơ dễ phân hủy, thu gom riêng vào vật dụng chứa rác để tận dụng làm phân hữu cơ hoặc thức ăn cho gia súc. Thu gom rác khó phân hủy. Thu gom rác tái chế. Rác tái chế được tách riêng và đựng trong túi ni lông hoặc túi vải để bán lại cho cơ sở tái chế. Thu gom rác không tái chế. Thu gom đựng trong dụng cụ chứa rác tại gia đình và chuyển cho xe chuyên dụng đưa đi xử lý tại các khu xử lý rác thải tập trung theo quy định. Dụng cụ chứa rác là các thùng rác chuyên dùng hoặc tận dụng các vật dụng có sẵn ở gia đình như thúng, sọt, bao tải, túi ni lông. Phân loại rác tại nguồn góp phần tiết kiệm được tài nguyên, tận dụng được phế liệu tái chế và phân hữu cơ tự chế biến, giảm thiểu ô nhiễm, giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường, tiết kiệm được chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.